Hello mọi người, xin chào mọi người nha. Rất vui khi mình ở bên bác sĩ và mình có mặt tại event của chúng ta ngày hôm nay để giao lưu với mọi người những ca khúc thật hay. Nên là bài hát này được dành tặng chuyên cho một người được mang tên là Bạn Hờ Giấu Tên. Chúc bạn Hờ mãi cô đơn trên chiếc sofa của bạn nhé. Ok ạ. Sao nghe tên quen quen nhỉ? Cô đơn trên sofa, con tim mất tan sáng, xin lỗi anh cho em một câu cầu. Giữa căn phòng anh đang chờ tắt, trái đi giọt buồn sáng rơi. Cô đơn trên sofa, sao anh yêu cô ta, trong phát anh yêu đêm hồng hoàng. Để cho thời gian để chờ tắt, trên đi giọt buồn sáng rơi. Vì sao là thế, anh nào mà tình chẳng đâu phải ăn đau, một ngày vẫn trôi, đúng rồi em phải buồn đau. Nếu không em thì anh có buồn, có sao chỉ mình em đã từng. Đừng bao giờ hứa, rồi lại vào dần dần như anh đã quên. Đừng tin đến em, giữ tương tác trong lại đi. Nhắc xin qua hát mi rồi vừa. Giữ tên em với say quái thôi. Để em được ngã lưng đèn một chiếc sofa. Để ngã một phút tên bên mình bên kia lại. Để em được sống vô tư như một bóng ta. Giờ bầu trời kia xa. Chỉ có đánh hơn đến mai nghĩ gì. Người ta hãy nói anh nghe một lý do đi. Vì sao lại để em vẫn sống chân quen đi. Vì sao lại ít mong em thì dùng. Ô, nó một sao. Ô, anh có nên trái đánh đánh trong cái phòng. Người lại sẽ xuống chiếc sofa. Người lại sẽ xuống chiếc sofa. Người lại sẽ xuống chiếc sofa. Cô đơn trên sofa, sao anh yêu con ta, chẳng phải anh yêu em hơn cả anh. Để cho thời gian ngày chưa tắt, chân bi giọt nước mắt rơi. Tình ra là thế, tình nào mà tình chẳng bơ vơi tan tăng. Một ngày vẫn trôi, đôi môi em phải mong nắng. Nếu không em thì anh có một. Hóa ra chỉ mình em đã thương. Đừng quên lời hứa, rồi lại vào dạng dừng như anh đã quên. Đừng tin đến em, giữ tư tư xong lại đi. Nắng gì qua hạt mi rồi đừng. Giữ tin em với danh đôi thôi. Để em được ngã lưng lên một chiếc sofa. Để ngay một phút tới hẹn mình đến khi lạ. Để em được sống vô tư như một bông hoa. Giờ bầu trời kia xa. Cho đến thời điểm mai nghĩ gì. Vì ta lại đợi anh nghe một lý do đi. Vì sao lại đợi em vợ sao chẳng quen đi. Vì sao lại biết bao tận thành rồng. Ô, đôi bông rồng. Ô, tận hồi đánh cho lên đi trong cơn phục. Lần mặt sẽ xuống trên sofa. Rồi lại ra xuống trên sofa. Rồi lại ra xuống trên sofa. Sofa. Rồi lại ra xuống trên sofa. Anh Bo nói thêm một tiếng Raisin Bo đi ngang qua, tuyệt vời. Mình xin nhường mic lại cho MC nha. Wow. Cảm ơn ca sĩ Vi Võ đã trình bày ca khúc Cô Đơn Trên Sofa. Sau khi nghe xong ca khúc này thì chắc cái bạn hát đó rất là cô đơn đúng không? Hát nào thì tự biết. Quả đúng là đúng với cái tài năng làm say đắm con người trong dòng nhạc của mình. Ok, thì tiếp theo thì sẽ mời bạn ca sĩ Nini sẽ quay trở lại với chúng ta. Lại Nini. Một lần nữa đem đến không gian âm nhạc thật độc đáo. Thì sau đây thì Nini sẽ trình diễn ca khúc mang tên là Đu Số Em Đi. Xin mời bạn Nini. Má em một chỗ luôn, em Linh đây. Linh nhảy như con đời ơi luôn. Nini ơi, mình lên mic lên mic đi Nini ơi. Cày. Biết thật tôi có nhận vơ không? Tại vì thực ra không, anh em Nini nói với tôi. Dạ nhân dịp chờ Nini, bạn Eric muốn hát một bài. À. Thực ra là thành phố nhiều người tên. Xin góp vui, góp ý. Thành phố nhiều người tên hát. Anh không được có chờ tí. Đâm bằng tiếng trong thời gian này mọi người góp vui à. Chuẩn bị tí đã. Ví dụ là anh Hanzo này cũng có tên hát này. Tí mọi người thì nhớ nhắc này, Eric vẫn còn một bài nha. À là tới lượt đi rồi đó hả? Đúng rồi. Okay. Mời Nini nha, tiếp theo. Ok, vậy thì Nini sẽ gửi tặng mọi người bài Lưu Số Em Đi. À, được. Mọi người nhớ về lưu số này nha. Ok. Đọc số nào, đọc số nào. Em đi. Khi nào má có cần con sâu thì gọi cho em. Đừng sợ lắm lúc phải cô đơn một mình thêm. Em đi này nghe giọng, có vẻ bánh bèo giống em Linh. Đừng bán áp thêm mỗi lần anh gọi anh à. Khi nào biết có cần con sâu thì gọi anh nha. Em một sáng sức này trong trời một mình là ca. Tôi không đánh giá cao về cái mặt em Nhi lắm. Tận hình thì nếu mà anh em nhìn này là ok này. Đấy. 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 Ôi trời, đây này, ví dụ anh em nhìn này khớp này.
Như anh em nhìn em ni thế này là ok này, đúng không? Nhưng mà chỉ cần lướt lên đây phát này, đây vẫn đây, đây đây. Ui ôi, nhìn mặt em ni này. Em ni chắc chắn là Thái Lan về rồi. Cái giọng này chỉnh được, bây giờ chỉnh hết. Em ni Thái Lan về đây. Cái này này. Ồ, giờ nào phát hoài anh nó rồi. Đi ơi. Để này đi. Ok nhá. Cho anh em đỡ thất vọng. Hello bác sĩ ơi. Chị bác sĩ ơi. Đây em ni này. Đây, quay sang nhìn mặt em Linh này. Đấy em Linh nó phấn khởi cái này rồi. Đấy. Chị bác sĩ ơi. Em ni này. Đây đây. Em ni đam mi cái này. Đấy. Người ta như thế này cơ mà. Lưu số em. Ồ, còn nhìn em Mai với em ni này. Đây nè. Em ni thật. Đang nghe giọng anh em đó. Đang nghe giọng nhìn sang mặt trầm cảm mẹ đi. Tôi tỉnh ra liền. Thôi thôi thôi. Xóa số anh em nhá, xóa số đi. Không có số má gì nữa. Điện thoại tôi hết pin rồi, không có lưu số đâu. Anh em không cả. Anh em có lưu thì lưu, nhường anh em đấy. Tôi có trên số thì tôi cũng nhường anh em thôi. Đây. Đây, không luôn. Nhìn là xấu nó gom lại một chỗ anh em. Hai bà sinh gái và đứng một chỗ. Hai bà xấu và đứng một chỗ đây. 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 Qua nhỉ? Dạ. Anh em thôi cố gắng nhìn bảo đảm sang cái phần em Mi đây nhá. Chứ đừng nhìn sang cái của em Mai với em Ni đúng rồi. Nó nhìn sang chấn tâm lý luôn đấy. Chị ơi. Thôi không, anh em còn pin, anh em cứ xin số đi. Tôi xin phép không xin. Máy tôi không lưu được số đầy. Đầy danh bạ, đầy danh bạ. Ông nào hát đấy nhỉ? Thôi, không lưu. Không có lưu, không có lưu. Đây này, tôi tìm ra góc đẹp nhất của em Ni ở anh em ạ. Uầy, để nước chấm. Đây, chứ còn góc nào nữa. Quá đẹp luôn. Hay quá. Nhìn góc này lại muốn chi số rồi đấy. Xong rồi, sau ca khúc các nhìn góc này sau ca khúc của Nini thì đấy. Mọi người nhớ lưu số của Nini nha. Nhớ lưu số em nha. Okay. Rồi, nổ số luôn, okay. Nổ số luôn. 09333 à thôi không cho đâu nha. Ok. Rồi, cảm ơn ca sĩ đi đi. Thì tiếp theo là chúng ta sẽ tiếp tục được thả mình theo giai điệu của ca sĩ Mi Võ. Xin mời Mi Võ. Hay quá, đi đi rồi. Đó, nhân dịp chị Ni nói cái bài đó là em phải hát cái bài đó đó, nó mới đúng á. Nãy chị Ni kêu lưu số rồi, bây giờ là em cũng lưu nhưng mà lưu cái khác nha. À được. Lưu trong tim đúng không? Hay quá. Quên rồi. Tự nhiên quên. Anh nói anh yêu giọng ca của em mà, vậy nên mới chưa bao giờ anh đâu. Thời gian anh có không bao giờ em nói cho em nghe, đừng có lấy giọng của em này. Anh đã yêu giấc mơ của em mà, còn em đâu có yêu gì anh.
cho nghe em đi, nắm lấy số phận của em này. Không chỉ sống chung ba ba, à thôi, không cho anh đâu. Vốn anh đưa đây cho em kiểu chơi, anh có đâu? Có nhiều hay không, không nhiều hay không, không nhiều hay không đây. Tình xa Facebook, từng không em cho anh đấy. Anh chắc là đời làm đỡ, không phải tay. Nói tay bên nhau, mình muốn cho em đứng đây. Cho anh tìm vào vòng, chỉ muốn tìm.